Xin chào, hôm nay lại phải nói đến mấy con kỳ nhông. Không nhắc đến loài vật này thì chắc nó sẽ không sống nổi ngoài thiên nhiên, bởi vì giờ có nhiều người thích bắt cóc nó về nuôi kinh doanh lắm. Và đây cũng là bí quyết kiếm tiền nhanh chóng của họ. Tiêu đang cho các bạn xem cảnh tại một trại nuôi kỳ nhông bí mật. Người ta cũng sợ Tiêu tiết lộ thông tin, bị trộm vô rinh sạch mấy con cũ quý này. Là loài vật hoang dã máu lạnh, đang được thuần hóa thành thú cưng gây sốt thế giới. Loài vật này có sức đề kháng cao lắm nên nuôi nó cũng không sợ tốn tiền thuốc men mà mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Vậy bạn có muốn lấy bí quyết cách nuôi nó không? Tôi sẽ chia sẻ chút đỉnh thôi nha. Sợ mấy bạn trẻ bị ghiền rồi bỏ ăn bỏ học cuồng lên vì nó, hoặc săn lùng nó đến mức vô sổ đỏ luôn thì khổ. Mà các bạn biết không, con gì mà vô sổ đỏ rồi là chỉ có nước tuyệt chủng luôn mà thôi. Nguyên nhân là nhà nước càng cấm thì người dân càng bắt. Ví dụ như nhà nước cấm bắt rái cá thì rái cá đã vô sổ đỏ thì người dân không dám nuôi rái cá nữa, thế là săn trộm bắt bán cho nước ngoài luôn. Vậy là con nào vô sổ đỏ rồi chỉ còn nước tuyệt chủng mà thôi. Đó là lý do tôi luôn là vận động bảo vệ loài vật, chỉ nên chặn biên giới không cho bắt thú bán qua nước ngoài, còn thú trong sổ đỏ Việt Nam cứ để người dân nuôi đi là cách tốt nhất. Vì môi trường đang biến đổi, thú vật sống trong thiên nhiên cũng không nổi. Ai thương thì xách đầu mấy con baby về nuôi lớn khỏe mạnh rồi thả cho nó sống gần gũi với con người và thiên nhiên. Thì đây mới là giải pháp tốt nhất cho động vật trong sổ đỏ Việt Nam. Quay lại chuyện mấy con kỳ nhông này, muốn nuôi nó phát triển tốt thì gồm có 4 bước như sau. Thứ nhất là chọn con giống to khỏe thì nó mới sinh sản tốt. Đẻ con mới mạnh, không bị chết yểu. Giống như làm người mà bạn lấy chồng chỉ chú trọng vào túi tiền của người đó mà không quan tâm vào sức khỏe là chính, thì sinh con cái ra sẽ khó thể phát triển tốt được. Dù đời bạn được hưởng thụ sung sướng nhưng qua đời con cái thì chưa chắc. Giàu thì giàu chứ bệnh là mệt rồi nha, nên chọn con giống phải ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu. Thứ hai là chuồng cho kỳ nhông, nên làm chuồng lưới hoặc xi măng xây lên càng tốt. Trong chuồng có trang trí hốc cây hoặc đặt ống nhựa để kỳ nhông có thể chui vào nghỉ ngơi giống như ngoài thiên nhiên. Nhiệt độ thích hợp của kỳ nhông là bao nhiêu bạn biết không? Chắc ai nuôi kỳ nhông đều biết. Thứ ba là cách thả giống phải chuẩn nha. Mỗi chuồng chỉ để một cặp kỳ nhông đực cái là đủ rồi, đừng tham kiếm tiền nhanh. Thả một con đực với ba con cái để sinh sản lại là chết đó. Thường sinh ra mấy con kỳ nhông con đều bị yếu đuối. Đã vậy còn làm cho con đực giống mau chết sớm nữa. Cũng giống như con người, quá trình giao phối là phân chia tế bào gốc, phải đẩy hết chất bổ nuôi cơ thể ra bên ngoài để tạo ra một sinh mạng mới. Bởi vậy, việc làm tình là sự hy sinh tuổi thọ của bản thân để tạo ra sự sống mới, gọi là nhân bản. Mà nhiều người nam lại không hiểu, thích làm chuyện đó để hủy hoại thân thể, còn làm ra những bộ phim đầu độc tư tưởng. Mọi người, những người nam mà yêu thích chuyện ấy thì mau chết sớm mà thôi. Việc giao phối hoàn toàn không có lợi về sức khỏe cho người nam, chỉ tốt về mặt tinh thần cho người nữ. Những người nữ cũng sẽ bị tổn hại thân thể gấp chục lần người nam khi phải sinh sản. Cũng giống như kỳ nhông cái, mỗi lần đẻ ra là nó mắc chết luôn rồi, chứ đâu có sống nổi. Thậm chí có kỳ nhông cái chết ngay trong quá trình đẻ trứng. Các bạn nuôi kỳ nhông thích sinh sản lẻ để mau làm giàu thì phải chú ý điều này nha. Cẩn thận làm hại chết con giống. Bởi vậy nhiều người nuôi kỳ nhông không thành công là bởi vì ép nó sinh sản quá nhiều. Mà kỳ nhông nó ăn cái gì? Nó ăn thực vật là chính, mà lại ép đẻ nó quá nhiều là nó chết, nó đẻ ra chất lượng không cao, kém. Đó là lý do các bạn nuôi tại sao mà ấp trứng, trứng lại bị thúi. Hiểu rồi nha, đó là bí mật cho luôn đó.